Xin chào các bạn và chào mừng đã quay trở lại với Phê Game. Cũng khá là lâu rồi mình không có làm video trên kênh, nên là đợt này nhân dịp Dragonstalker 2 mới được ra mắt thì mình xin gửi tới với các bạn một video review lại trải nghiệm của mình đối với tựa game này. Nhìn chung thì đến thời điểm hiện tại đây chính là GOTY của cá nhân mình trong năm 2024 này. Mình cực kỳ thích tựa game này và trong suốt cuộc hành trình dài hơn 90 tiếng trong 2 tuần vừa qua thì không có bất cứ một giây nào là mình cảm thấy bị lãng phí cả. Tuy nhiên thì để có thể đề xuất được tựa game này cho người khác thì mình nghĩ là mình sẽ cần một danh sách dài những điều cảnh báo để điều chỉnh kỳ vọng của các bạn về tựa game. Bởi vì nếu các bạn đến với Dragonstalker 2 mà không có tìm hiểu trước hoặc không đặt đúng kỳ vọng thì đó sẽ là 70 đô bị lãng phí để đổi lấy một sự thất vọng thay vì là niềm vui hay là sự thỏa mãn giống như mình đã nhận được từ trò chơi. Ok, không để các bạn phải chờ đợi nữa, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên là về tổng quan của trò chơi. Dragonstalker 2 là một tựa game hành động nhập vai của Capcom được công bố lần đầu trong đợt kỷ niệm 10 năm thương hiệu Dragonstalker trong năm 2022 và sau đó 2 năm thì tựa game này chính thức được trình làng. Trò chơi lấy bối cảnh tại một thế giới trung cổ giả tưởng, nơi loài rồng oanh tác và gieo rắc sự sợ hãi đến hàng vạn sinh linh sinh sống trên vùng đất. Và cũng giống như bao câu chuyện cổ tích khác về chàng hiệp sĩ giết rồng, thì bạn, nhân vật chính sẽ được vào vai là người được chọn để mà xách kiếm lên, đi tìm và giết con rồng định mệnh cùng với những người bạn đồng hành đáng tin cậy là các pawn mà mình sẽ nói đến ở phần sau. Yếu tố đầu tiên mà mình sẽ cần phải cảnh báo với các bạn về tựa game này đó chính là về hiệu năng của trò chơi. Nếu như các bạn có theo dõi tin tức làng game trong mấy tuần vừa qua thì chắc hẳn bạn cũng đã nghe qua về tình trạng tối ưu cực kỳ tệ của tựa game. Dragonstalker 2 được làm ra trên nền RE Engine, là engine đã được sử dụng để tạo ra Monster Hunter Rise và các phần game Resident Evil từ bản 7 trở về sau. Mặc dù ở các tựa game trước thì mọi thứ về hiệu năng vẫn rất ổn. Monster Hunter Rise thì được tạo ra để chạy ổn định trên Switch, còn Resident Evil 8 và Resident Evil 4 Remake thậm chí có một phiên bản chạy trên iPhone 15. Thế nhưng thì với Dragonstalker 2, với quy mô của một tựa game thế giới mở, engine nhà làm này của Capcom đã ngay lập tức bộc lộ hạn chế khi gặp khó khăn trong việc duy trì một tốc độ khung hình ổn định. Thêm vào đó là cơ chế hành vi độc lập của từng NPC ở trong game cũng đòi hỏi một năng lực xử lý cực kỳ lớn từ CPU. Và cùng với đó là ray tracing được bật mặc định đã khiến cho Dragonstalker 2 trở thành tựa game có hiệu năng tồi tệ nhất mà mình từng chơi kể từ khi bắt đầu thế hệ console thứ 9 này. Mình thì không có trải nghiệm đối với phiên bản PC nên không thể đánh giá được, nhưng một số người bạn của mình đã refund trò chơi vì máy của họ đã không thể kham nổi tựa game. Ở thời điểm hiện tại thì đối với phiên bản console, Capcom đã tung ra một bản vá để người chơi có thể tạm thời tắt ray tracing và motion blur giúp phần nào cải thiện tốc độ khung hình. Thế nhưng thì về cá nhân mình đã quyết định không tắt ray tracing và chấp nhận chơi với khung hình trồi sụt. Lý do là bởi vì lighting của trò chơi này làm quá đẹp. Mặc dù vấn đề về hiệu năng là như vậy, nhưng mà ít nhất thì đổi lại chúng ta có một tựa game có nền đồ họa rất là đẹp, ít nhất là đối với cá nhân mình. Model nhân vật thì được làm rất chỉnh chu và chi tiết. Phần ngoại cảnh với định hướng nghệ thuật thiên hướng tả thực cũng được làm rất chân thực và sống động. Sứ vermin hiện ra trong Dragonstalker 2 với màu chủ đạo là một thảm thực vật xanh mướt, điểm xuất trên đó là những vách đá trắng với những tàn tích lâu đài cổ đặc trưng của châu Âu, khiến mình luôn có một cảm giác rất là cổ điển về art style của trò chơi. Mặc dù nhiều bạn có thể cảm thấy nhàm chán với định hướng tả thực, không có những điểm nhấn mang tính high fantasy như những tảng thạch mẫu trong FF16 hay những công trình lơ lửng trên không như trong Zelda Tears of the Kingdom. Thế nhưng thì đối với mình, phong cách tả thực của Dragonstalker 2 vẫn có một cái chất rất là riêng, khó có thể tìm thấy được ở những tựa game AAA hiện đại ngày nay. Đặc biệt là nếu bạn nào có đam mê với bộ môn in-game photography hay nhiếp ảnh trong video game thì mình nghĩ là các bạn sẽ khá thích photo mode của DD2 và đây là một vài tấm hình mà mình đã chụp trong quá trình chơi. Trái ngược với yếu tố nhìn thì yếu tố nghe của trò chơi lại thực sự là đáng quên. Trong quá trình phiêu lưu khám phá thì trò chơi có phần hơi lạm dụng nhạc ambient, là loại nhạc không có một giai điệu cụ thể, được tạo ra từ white noise nhằm mục đích tái tạo không gian là chính. Mặt lợi là nó giúp làm tăng sự sống động cũng như là cảm giác tự do của không gian xung quanh, nhưng mà mặt hại thì nó khiến cho người chơi cảm thấy rằng game không được đầu tư về mặt âm nhạc vậy. Những bản nhạc chiến đấu thì lại khá hơn, đặc biệt là bản nhạc truyền thống của dòng game được cất lên mỗi lần một con boss sắp sửa bị hạ bệ. Yếu tố tiếp theo mà mình muốn nói đến là về cốt truyện, hệ thống nhiệm vụ và cảm giác phiêu lưu mà trò chơi mang lại. Nếu như bạn hỏi bất cứ ai đã từng chơi qua những tựa game có bối cảnh trung cổ giả tưởng tương tự như là Witcher 3 hay là gần đây nhất là Baldur's Gate 3, thì thực sự là cốt truyện của Dragonstalker 2 dở tệ, dở cả về kịch bản cho đến cái cách mà câu chuyện được kể. Kịch bản thì có thể được tóm gọn lại trong một vài câu. Bạn là một người dân bình thường sống tại một ngôi làng nhỏ ở xứ Vermin, và một ngày đẹp trời con rồng định mệnh đến quấy rối ngôi làng của bạn, thui bạn thành tro và đánh cắp trái tim của bạn rồi bay đi. Ok, giờ bạn đã trở thành Arisen, là người có sứ mệnh đi giết con rồng đó. Đồng thời, theo luật lệ của xứ Vermin thì bạn nghiễm nhiên trở thành người trị vị của thành Vernthworth.
Tuy nhiên thì hiện giờ ngồi trên ngai vàng đang là một tên Arisen Bunin được nữ hoàng đương thời dựng lên nhằm giữ ghế cho con trai của bà ta. Rồi, giờ bên cạnh nhiệm vụ tối cao là đi giết rồng thì giờ bạn đã bị cuốn vào chuỗi nhiệm vụ đi gây dựng tiếng tăm nhằm chờ đợi thời cơ để lật đổ tên Arisen giả mạo, đòi lại ngôi vương quyền mà theo luật là thuộc về mình. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì để nói cho đến khi bạn thực hiện xong sứ mệnh đi giết rồng của mình và nghiễm nhiên trở thành vua, coi như là mọi drama triều chính trước đó đều trở nên vô nghĩa. Mình nghĩ rằng bất cứ ai yêu thích viết lách hoặc là đam mê thưởng thức một cốt truyện hay thì đều có thể viết ra một kịch bản tốt hơn như thế này. Tuy nhiên thì cũng cần phải nhấn mạnh ở đây rằng, tương tự như bản 1, cốt truyện của game không phải là một điểm trọng tâm mà tựa game muốn truyền tải. Theo góc nhìn của mình thì cốt truyện của Dragon's Dogma 2 không hay nhưng mà cũng không phải là dở, bởi vì nó được viết ra nhằm mục đích chính là cung cấp cho mình một mục tiêu cụ thể để mình hướng đến, để làm cái nền cho chuyến hành trình của mình qua từng vùng đất, thứ mà sẽ mang lại cho mình nhiều cảm xúc và những khoảnh khắc đáng nhớ hơn là câu chuyện được kể ở trong game. Tương tự như với trường hợp của Monster Hunter World, không ai chơi tại game đó với kỳ vọng một câu chuyện hay cả. Tuy nhiên, một cốt truyện đơn giản dễ hiểu vẫn được các nhà biên kịch soạn ra để cho người chơi có mục tiêu, từ đó tạo ra cho chúng ta về cảm giác về một chuyến phiêu lưu để đời khi cuộc hành trình về dần đến hồi kết. Nói về hệ thống quest của game, đối với nhiệm vụ cốt truyện thì phần này có thời lượng khá là ngắn và game cung cấp đầy đủ quest marker để chỉ cho bạn biết bạn cần phải đi đâu. Tuy nhiên thì đối với nhiệm vụ phụ, phần này sẽ chiếm phần lớn thời lượng chơi của bạn. Lý do chính là bởi vì game rất hạn chế cung cấp chỉ dẫn đối với nhiệm vụ phụ. Sẽ không có bất cứ biểu tượng trên đầu các NPC để chỉ cho bạn biết là NPC này có nhiệm vụ, và cũng sẽ không có bất cứ dấu vàng nào trên bản đồ để chỉ cho bạn biết bạn cần phải đi đâu. Khi này thì các bạn sẽ thực sự phải nói chuyện với các NPC để kích hoạt quest, đồng thời phải để ý đến lời thoại của họ nhằm thu thập thông tin và động não để tìm ra hướng giải quyết. Một số quest thì thậm chí còn có tính thời điểm và giới hạn về thời gian, tức là nếu như bạn không nhận quest vào đúng thời điểm hoặc không hoàn thành yêu cầu trong thời gian nhất định thì tự bản thân quest sẽ tiếp tục diễn biến mặc dù không có sự tham gia của bạn, từ đó dẫn đến những kết quả khác nhau. Thậm chí một số nhiệm vụ còn tuyệt nhiên không có bất cứ một lời gợi ý nào, và sự gợi ý sẽ chỉ đến từ ending của một nhiệm vụ khác không có liên quan gì, buộc người chơi phải cực kỳ tinh ý và nhạy bén thì mới có thể tìm ra hướng giải quyết đúng đắn. Điều này sẽ có thể gây khó chịu đối với những người chơi đã quá quen với việc được cầm tay chỉ việc từng ly từng tí trong những tựa game AAA hiện đại ngày nay. Nhưng đối với cá nhân mình thì mình lại cảm thấy khá là thỏa mãn sau khi đã có thể tự thân giải quyết gần như toàn bộ số lượng quest đã làm. Cái cảm giác như bạn nghĩ ra một cách gì đó, bạn không chắc là nó work nhưng mà bạn vẫn thử làm, và rồi nó có tác dụng thật, nó cảm giác phê gì đâu. Ngoài ra thì nhiệm vụ phụ ở trong game cũng mang lại một chút hoài niệm đối với mình, bởi vì thiết kế nhiệm vụ phụ ít chỉ dẫn kiểu này là mình nhớ đến những tựa game cổ điển thuộc hai thập kỷ trước. Lại nói đến việc khám phá thì thế giới ở trong trò chơi là một thế giới tương đối mở. Nó không mở theo kiểu là núi cao đến mấy bạn cũng có thể trèo qua. Thế giới của Dragon's Dogma 2 vẫn có những giới hạn mà bạn không thể vượt qua, như là những vách núi cao hoặc là những vùng nước sâu mà theo lore của trò chơi thì các sinh vật sống trên cạn sẽ không thể lội qua nếu như không muốn mất mạng. Tuy nhiên thì nó vẫn đủ rộng lớn để bạn có thể tự do lựa chọn hướng đi và khám phá. Mình khá là thích cách tiếp cận này của Dragon's Dogma 2 bởi vì nó khuyến khích mình động não để nghĩ ra phương án giải quyết mỗi khi gặp vấn đề về địa hình. Ví dụ như bạn thấy một cái dương đặt trên vách cao mà bạn không thể nhảy tới, giờ thì bạn sẽ làm thế nào đây? Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như game tô một cái đường vàng vàng để chỉ cho bạn biết là leo lên như thế nào, đúng không? Nhưng không, ở Dragon's Dogma 2 sẽ không có bất cứ một cái đường tô vẽ nào để chỉ cho bạn biết là chỗ này leo được, mà bạn sẽ có nhiều cách khác nhau để tiếp cận cái dương ở trên cao đó. Bạn có thể sử dụng Class Thief để nhảy bật tường, dùng kỹ năng thu ngắn khoảng cách của Mystic Spearhand để bay sang từ một vách vực khác cao tương đương. Bạn cũng có thể levitate bằng class phù thủy, bạn có thể dụ những con harpy đến, bám vào chúng rồi bay lên. Hoặc thậm chí là bạn có thể làm như thế này. Nói như vậy để thấy game nhấn rất mạnh vào yếu tố tự thân khám phá và hạn chế cầm tay chỉ việc nhất có thể, điều mà gần như đi ngược lại hoàn toàn với triết lý thiết kế game của các tựa game AAA ngày nay. Việc di chuyển trong trò chơi phần lớn sẽ là đi bộ. Game chỉ cung cấp cho bạn hai phương pháp để fast travel. Cách một là sử dụng hệ thống xe bò. Cách này thì ưu điểm là chi phí rẻ hơn, nhưng mà nhược điểm thì bạn chỉ có thể sử dụng nó để di chuyển qua lại giữa những thành phố lớn, và bạn sẽ phải chịu rủi ro có thể bị quái vật chặn đường. Trong lúc giao tranh thì chiếc xe hoàn toàn có thể bị hư hại và bạn sẽ phải tiếp tục quốc bộ quãng đường còn lại. Cách thứ hai là sử dụng Pod Crystal. Đây là những viên đá đánh dấu vị trí để bạn có thể teleport đến. Cách này thì nhanh hơn xe bò, nhưng mà đổi lại thì bạn sẽ cần phải đi bộ đến vị trí mà bạn muốn đặt Pod Crystal trước, để nó ở đó và sau này khi có nhu cầu quay lại thì bạn mới teleport trở lại vị trí mà bạn đã đánh dấu. Mỗi lần teleport sẽ tốn của bạn một viên Fairy Stone. Viên đá này thì tương đối hiếm, có giá bán cực kỳ mắc trong shop, và mỗi lần mua thì shop sẽ chỉ bán cho bạn một viên. Do đó, trước khi thực hiện một chuyến hành trình ra bên ngoài thành phố thì bạn sẽ cần phải lên lịch trình để tối ưu thời gian di chuyển,
làm sao để trong một chuyến đi có thể giải quyết được nhiều việc nhất và khám phá được nhiều nơi nhất, giảm bớt việc phải chạy qua chạy lại những nơi mà mình đã đi qua. Ở đây thì có một điểm khá là gây tranh cãi, đó là việc Capcom đã quyết định bán Port Crystal bằng tiền thật thông qua hệ thống microtransaction. Mình đã khá bất ngờ và hoàn toàn không đồng tình với quyết định này của Capcom. Nó khiến cho ý đồ thiết kế map và hạn chế fast travel của người thiết kế game trong mắt game thủ bỗng nhiên trở thành một yếu tố để câu tiền. Ở đây thì mình xin nhấn mạnh rằng việc hạn chế fast travel trong DD2 là chủ đích của nhà làm game để khuyến khích người chơi có một cuộc du hành, một cuộc phiêu lưu dạng xách ba lô lên và đi đúng nghĩa. Bởi vì nếu như bạn có thể tự do fast travel giống như bất cứ tựa game thế giới mở nào ngoài kia, thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc là phá hủy luôn giá trị cốt lõi của trò chơi, đó là có được một cuộc phiêu lưu để đời. Và rõ ràng là dù bạn có mua thêm Port Crystal thì bạn sẽ vẫn cần đến một loại đá khác là Fairy Stone để thực hiện teleport. Và game sẽ chỉ cho phép bạn sở hữu tối đa 10 cục Port Crystal bất kể là bạn mua thêm hay là bạn kiếm được ở trong game đi chăng nữa. Do đó, việc quyết định bán Port Crystal bằng microtransaction của lãnh đạo Capcom là việc làm không cần thiết, không mang lại giá trị hay là cải thiện trải nghiệm chơi game của game thủ, mà lại khiến cộng đồng hiểu sai đi ý đồ thiết kế game của đội ngũ phát triển, thực sự là một quyết định đáng lên án. Nói đến đây thì nhiều bạn sẽ tự hỏi rằng game đi bộ nhiều như vậy thì có gì hay. Vậy thì đã đến lúc để chúng ta nói đến combat, là điểm sáng lớn nhất của trò chơi với cơ chế leo bám lên cơ thể của quái vật. Chính cơ chế này đã giúp tạo ra những pha hành động cực kỳ cinematic, mà nó hay ở chỗ là tính điện ảnh này được tạo ra bởi chính quyết định trong những pha hành động mà bạn đưa ra, chứ không phải do bất cứ một cutscene nào được chen ngang vô. Chính vì vậy mình đã thực sự cảm thấy choáng ngợp khi đã tự tay thực hiện lên những pha đu bám như thế này. Xuống đây mày! Bên cạnh cơ chế đu bám thì Dragon's Dogma 2 cung cấp cho người chơi 10 sự lựa chọn về vocation hay là lớp nhân vật, mà ở đây thì mình xin phép được tạm gọi là class để cho nó quen thuộc hơn với những bạn chưa từng chơi qua Dragon's Dogma. Khi bắt đầu game thì bạn sẽ có 4 sự lựa chọn về class là Fighter, Mage, Thief và Archer, tương đương với 4 vai trò cơ bản trong một Hero Party là Tank, Healer, Melee DPS và Range DPS. Trong quá trình chơi thì bạn có thể mở khóa thêm 2 lớp nhân vật nâng cao là Warrior và Sorcerer, 3 lớp nhân vật dạng Hybrid là Mystic Spearhand, Magic Archer, Trickster và một class tổng hợp cuối cùng là Warfarer. Mỗi class thì có một cách tiếp cận riêng với combat hoàn toàn khác nhau, nhưng tựu chung là chúng đều làm tốt vai trò là cho người chơi một cảm giác vô cùng thỏa mãn khi thực hiện thành công một pha hành động mãn nhãn. Đó có thể là một cú đập long trời lở đất của Warrior, một cú bắn chí mạng của Archer, một cú vẩy Stab của Sorcerer, hay là một pha múa gậy đậm chất anime của Mystic Spearhand. Trong suốt thời lượng chơi thì mình đã trải nghiệm hầu hết các class chỉ trừ mỗi Mage và Magic Archer. Lý do là bởi vì mình không muốn tự thân làm healer, còn Magic Archer là bởi vì mình unlock được nó khá trễ về late game, và lúc đó thì mình cũng unlock được Warfarer nữa, nên là hầu hết thời gian còn lại trong game mình đã sử dụng để chơi Warfarer. Warfarer là một class khá là đặc biệt, nó là class tổng hợp có thể sử dụng mọi loại trang bị cũng như hầu hết các skill của các class khác, ngoại trừ các skill đặc biệt học từ các Master. Do đó với Warfarer thì bạn có thể thiên biến vạn hóa theo vô vàn cách kết hợp khác nhau, như mình thì mình đã kết hợp Thief, Mystic Spearhand và Mage. Bằng việc kết hợp như vậy thì mình có thể tận dụng khả năng rút ngắn khoảng cách của Mystic Spearhand để tung đòn Skull Splitter của Thief một cách chuẩn xác hơn. Còn Mage thì mình ghép vô để có thể tận dụng khả năng hỗ trợ hồi máu cũng như là khả năng Levitate để giúp việc di chuyển được hiệu quả hơn. Một điểm mà mình khá là đồng tình khác của Capcom đó chính là việc từ bỏ cơ chế lên chỉ số theo class mà mình đang trang bị tại thời điểm mà nhân vật lên cấp. Khác với Dragon's Dogma 1 thì giờ đây, mỗi khi đổi class mới thì hệ thống sẽ tự cân bằng lại chỉ số, giúp bạn có thể thỏa sức đổi class theo ý thích mà không lo bị ảnh hưởng đến tính hiệu quả trong chiến đấu. Hệ thống trang bị cũng khá là đồ sộ với nhiều thiết kế đẹp, giúp bạn có thể thỏa sức trình diễn thời trang. Đặc biệt là khi bạn unlock được Warfarer thì nó cho phép bạn mang bất cứ trang bị nào mà bạn muốn mà không bị giới hạn về class. Điểm trừ lớn nhất trong combat đối với mình là game càng về sau càng dễ, không có quá nhiều thử thách như lúc mới bắt đầu chơi, và độ khó thì không thể nào so bì được với Dragon's Dogma 1. Thời gian buổi đêm cũng không còn đáng sợ như bản trước nữa, vì ngoài hạn chế về tầm nhìn ra, quái vật về đêm cũng không gây ra quá nhiều nguy hiểm hơn là ban ngày. Đặc biệt là các chủng loại quái đường cũng khá nghèo nàn, loanh quanh chỉ có Goblin, Thằn Lằn, Harpy, Cướp. Ban đêm thì có thêm ma chơi, mấy con zombie, mấy bộ xương. Đối với boss thì bạn có Ogre, Cyclops, Griffin, Rồng, Lich, Kỵ sĩ không đầu, v.v. Cũng may là mình có khá nhiều cách để tiếp cận combat với 10 vocation khác nhau, nên là việc chiến đấu trong Dragon's Dogma 2 chưa bao giờ khiến mình cảm thấy nhàm chán. Hy vọng là trong tương lai, Capcom sẽ cập nhật thêm đội khó hard mode thông qua DLC, giống như là họ đã làm với Dark Arisen ở bản 1. Bên cạnh đó thì bạn còn có hệ thống bạn đồng hành khá thú vị ở trong game, hay còn gọi là Pawn. Khi vừa bắt đầu trò chơi thì bạn sẽ được tạo cho mình một Pawn chính. Pawn chính sẽ du hành cùng bạn trong suốt quá trình chơi game, lên level cùng bạn,
có thể tùy chỉnh class theo ý bạn muốn và đóng một vai trò nhất định trong câu chuyện. Hai vị trí còn lại sẽ là hai pawn phụ mà bạn có thể thuê được từ bạn bè hoặc là những người chơi khác. Và khác với pawn chính thì pawn phụ sẽ không lên level theo bạn và bạn sẽ không thể thay đổi class của họ. Do đó, bạn sẽ muốn luân phiên thay đổi pawn trong quá trình chơi. Nhìn chung thì hệ thống pawn hoạt động tương đối hiệu quả trong game. Chúng hỗ trợ bạn rất nhiều trong chiến đấu, có thể là vực bạn dậy mỗi khi bạn vấp ngã, có thể đỡ bạn từ trên cao, thậm chí là đóng vai trò nguồn sát thương chủ lực của nhóm, đặc biệt là khi bạn chơi class Trickster. AI của pawn sẽ được định hình bởi hai yếu tố. Thứ nhất là tính cách và thứ hai là những gì mà pawn học được từ chính người chơi. Về tính cách thì lúc khởi tạo pawn lần đầu tiên, bạn sẽ có một trong bốn lựa chọn về tính cách cho pawn chính của mình, bao gồm là ôn hòa, tốt bụng, đơn giản và thẳng thắn. Với ôn hòa thì pawn sẽ tập trung vào yếu tố sinh tồn và tỏ ra vô cùng thận trọng trong combat, đồng thời luôn giữ cho hòm đồ của chúng ta ngăn nắp bằng cách tự động vứt bỏ đi những item vô dụng như là đồ ăn hết đát. Pawn có tính cách tốt bụng thì sẽ tập trung vào hồi máu và hỗ trợ đồng đội trong combat, đặc biệt phù hợp với các pawn là mage. Pawn với tính cách đơn giản thì sẽ có xu hướng lượm nhặt đồ và tự động craft ra những item hữu dụng như là đồ hồi máu hoặc là stamina. Còn với pawn có tính cách thẳng thắn thì chúng sẽ chủ yếu bay thẳng vô combat ngay khi phát hiện ra kẻ địch. Loại này thì khá là phù hợp với các pawn đóng vai trò là tank, nhưng mà đổi lại thì chúng sẽ hành động có phần khinh suất hơn và dễ chết hơn trong combat. Tùy thuộc vào class mà bạn đang trang bị cho pawn thì bạn hoàn toàn có thể thay đổi phần tính cách này để chúng có thể phát huy được hiệu quả tối đa vai trò của bản thân. Ngoài ra thì pawn còn có thể học hỏi hành động của người chơi trong lúc chiến đấu nữa. Nếu bạn chăm túm quái ném xuống vực thì chúng sẽ bắt chước làm theo và ôm quái nhiều hơn. Còn nếu bạn chăm leo lên người quái và đánh vô điểm yếu thì chúng cũng sẽ bắt chước làm y hệt như vậy. Do đó trong combat thì pawn ngu hay pawn khôn cũng một phần là do người chủ có biết dạy dỗ hay không. Bên ngoài combat thì pawn còn có thể hỗ trợ bạn theo nhiều cách khác nhau, ví dụ như là lượm nhặt ve chai, chỉ đường cho bạn khi làm nhiệm vụ nếu như pawn đó đã từng làm nhiệm vụ đó với một người chủ khác. Chúng còn có thể hỗ trợ bạn vượt địa hình, phá đá mở đường, bay đến những chỗ mà bạn không thể chạm tới nếu như pawn của bạn có levitate, dịch tiếng bản địa của tộc tiên. Và quan trọng nhất là các pawn còn trò chuyện phiếm với nhau để giúp cho cuộc hành trình của bạn không hề cảm thấy cô đơn. Điểm trừ là AI của pawn nhiều lúc vẫn có những hành động khá là a đuổi, dẫn đến những pha té núi đi vào lòng đất. Và phần thoại phiếm của pawn nghe nhiều thì đến một lúc nào đó cũng sẽ lặp đi lặp lại, có thể gây cảm giác nhàm chán. Một điểm khá thú vị khác liên quan đến pawn và các NPC ở trong trò chơi, đó là hệ thống Affinity, hay tạm hiểu là hệ thống tính điểm thiện cảm của từng NPC đối với người chơi. Bởi vì trong game mỗi NPC là một cá thể riêng biệt, họ có tên, có tính cách, có sở thích và đặc điểm ngoại hình hoàn toàn khác nhau. Do đó, bạn hoàn toàn có thể dựa vào những thông tin này để có thể romance với bất cứ ai ở trong game. Từ một người chân đất mắt tuét dưới khu ổ chuột cho đến tiểu thư con nhà gia giáo quý tộc, ai cũng được, miễn là bạn dành đủ thời gian tương tác trò chuyện, tặng quà đúng sở thích và giúp đỡ họ trong những nhiệm vụ hộ tống mà họ giao. Khi điểm thiện cảm đủ cao thì họ sẽ có những biểu hiện ra bên ngoài như là thay đổi tông giọng, thay đổi dáng đứng, đỏ mặt khi nói chuyện với bạn và thậm chí là gửi thư hay quà đến nhà bạn. Hệ thống này thì trên lý thuyết rất là hay, nhưng mà trên thực tế thì không biết là do vô tình hay cố ý mà đây là lần thứ hai Capcom tiếp tục fuck up cơ chế này. Trong quá trình chơi thì mình đã rất cố gắng để romance với Eureka, thậm chí là đã mở được cảnh hôn nhau trên bãi biển. Nhưng mà cuối cùng thì game lại say đéo và nói rằng mày không được romance với Eureka, mày phải chơi BD bằng cách tự ý cho rằng người có tình cảm nhiều nhất với mình là anh da đen cao to đen hôi Sigrid, mặc dù mình không có tương tác gì nhiều với anh này ngoại trừ hai lần giúp ảnh làm nhiệm vụ hộ tống. Sở dĩ mình nói đây là lần thứ hai bởi vì điều tương tự cũng đã xảy ra với mình ở bản 1. Khi mà mình cố gắng romance với Eleanor là cô vợ trẻ của lão công tước Edmund thì game cũng xây đéo và tặng mình ngay một cảnh bể bóng vào cuối game. Đối với pawn chính thì bạn có thể tăng điểm thiện cảm bằng cách high five với pawn sau những pha combat, trò chuyện với pawn, dẫn pawn đi cắt tóc hoặc là đi tắm suối nước nóng. Ngược lại thì điểm sẽ bị trừ nếu như bạn để pawn chết. Và nếu điểm thiện cảm đủ cao thì bạn sẽ nhận được một đoạn hội thoại khá là cảm động ở cái kết true ending của trò chơi. Và trước khi kết thúc video thì mình cũng muốn chia sẻ thêm một vài quan điểm cá nhân về việc Capcom bật đèn xanh cho Dragon's Dogma 2. Theo mình thì việc Dragon's Dogma 2 được phê duyệt để phát triển là một điều khá là kỳ diệu. Bởi vì nếu như chúng ta nhìn vào lịch sử phát triển của thương hiệu Dragon's Dogma nói chung thì sẽ thấy gần như chả có gì đặc biệt. Chúng ta có một phần game gốc muôn đời được xếp hạng là Cult Classic. Chúng ta có một phần game online chỉ sống được vỏn vẹn 4 năm trước khi đóng cửa và không bao giờ được phát hành ra bên ngoài thị trường Nhật Bản. Chúng ta có một bộ anime chỉ được 6 trên 10 điểm IMDb. Sẽ thật khó để bất cứ nhà đầu tư nào có thể tin tưởng được rằng tiếp tục làm phần 2 là một nước đi khôn ngoan. Thật vậy, họ đồng ý cho Hideki Isuno cơ hội thứ hai để thực hiện hóa lại tầm nhìn ban đầu của ông với Dragon's Dogma bằng một phần hậu bản. Thế nhưng thì rõ ràng họ đã không hoàn toàn đặt niềm tin vào dự án này.
khi mà số lượng nhân sự được ghi danh trong dự án chỉ có vỏn vẹn 400 người, bằng 1/4 so với số lượng nhân sự làm việc trong các dự án khác của Capcom như là Street Fighter 6 với khoảng 1.800 credit, Resident Evil 4 với khoảng 1.500 credit, và thậm chí là một tựa game kén người chơi khác của Capcom cũng chính do Isono đạo diễn là Devil May Cry 5 cũng có đến 1.300 credit. Chính bản thân mình cũng khá là bất ngờ khi thấy phần credit ở cuối game thực sự rất ngắn, chỉ chạy qua có vài bản nhạc là hết rồi. Nói như vậy để đủ hiểu, Isono đã phải làm việc với một nguồn lực và kinh phí ít ỏi đến như thế nào để có thể ra mắt được Dragon's Dogma 2. Và với việc trò chơi được ra mắt ngay trước khi kết thúc năm tài khoá đối với các công ty game Nhật, càng cho thấy rằng quyết định ra mắt game vào cuối tháng 3 là một quyết định mang tính doanh nghiệp nhiều hơn, chứ không phải là trò chơi đã sẵn sàng để ra mắt công chúng vào thời điểm đó, khi mà rõ ràng là game cần rất nhiều thời gian hơn nữa để tối ưu thêm về mặt hiệu năng. Do đó, mình thấy thực sự khá là đáng tiếc cho Dragon's Dogma 2 khi nó đã có cơ hội để trở thành một tựa game tuyệt phẩm. Thế nhưng với nguồn lực giới hạn và thời gian ra mắt gấp gáp đã khiến cho Dragon's Dogma 2 chỉ dừng lại ở vị trí là một tựa game hay mà thôi. Tổng kết lại thì Dragon's Dogma 2 với cá nhân mình vẫn là một trải nghiệm cực kỳ chất lượng, cực kỳ lôi cuốn và sẽ nằm trong list game yêu thích nhất mọi thời đại của mình. Tuy nhiên thì như đã nói ở đầu video, để có thể đề xuất trò chơi này cho người khác thì mình sẽ cần các bạn phải nắm rõ rằng đây là một trò chơi không dành cho tất cả mọi người. Nó có nhiều lựa chọn thiết kế mang tính quá cổ điển, nếu không muốn nói là lỗi thời. Nó có một cốt truyện viết ra chỉ để cho có. Nó không cầm tay chỉ việc bạn khi làm nhiệm vụ. Nó bắt bạn đi bộ rất nhiều trong quá trình chơi. Và tệ nhất là nó có hiệu năng quá là tệ đi. Đổi lại thì các bạn sẽ có một hệ thống trang bị khá là đồ sộ và đẹp mắt. Một hệ thống combat cực kỳ đã tay và thỏa mãn. Một chuyến phiêu lưu đi giết rồng để đời giống như trong cổ tích. Và những người bạn đồng hành Pawn thật là đáng nhớ. Ok, và đó là toàn bộ những cảm nghĩ của mình đối với Dragon's Dogma 2. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video này. Nếu thấy hay xin đừng quên like, share và subscribe cho Big Game. Và mình sẽ gặp lại các bạn trong một video khác trong tương lai. Bye bye!